Tôi rất là ngấm về cái điều mà anh chia sẻ. Anh Việt có nói rằng là thực sự là hạnh phúc là cho đi, và mình càng giúp được nhiều người hạnh phúc là mình hạnh phúc, và mình có thể nói rằng là mình quên cái bản thân mình đi, và mình làm thế nào đấy để mình có ý nghĩa với những người xung quanh. Thì với tôi ấy, thì quan điểm của tôi đã làm cái gì làm cuộc đời này mình đều mong muốn, ai cũng sẽ mong muốn là mình happy. Nhưng mà định nghĩa cái từ happy thì là mỗi người sẽ định nghĩa khác nhau, nhưng nó là cái trạng thái, tức là cái trạng thái để mình hạnh phúc. Vậy thì với tôi thì tôi có chia sẻ với lại mọi người xung quanh rằng là tôi có những cái giá trị của tôi, giá trị về góc độ là gia đình nhỏ này, gia đình lớn này, hay là giá trị về bạn bè này, giá trị về công việc này, rồi giá trị về vấn đề xã hội. Và mỗi một cái công việc, mỗi một cái góc đấy nó là một cái phần của cuộc đời của mình, mà nó ghép lại nó thành một cái gọi là, tôi gọi là bánh xe của cuộc đời đấy. Thì trong cái bánh xe của cuộc đời đấy thì mình phải biết cân bằng, mình phải biết cân bình, tức là keep balance, tức là phải giữ được cho mình cái sự thăng bằng. Đôi khi mình quá lệch, quá thiên mà mình quên đi mất những các cái phần việc khác, mà mình mất cái thăng bằng thì nó sẽ làm cho mình bất hạnh. Đôi khi mình mải mê chạy theo cái gọi là kinh doanh, mải mê chạy theo cái công việc, sau đó thì quay trở lại thì nó đã muộn mất rồi. Con đã lớn, đúng không? Vợ hoặc chồng đã đi với người khác rồi, hoặc là có rất nhiều những các cái bất hạnh, hoặc là cha mẹ thì lại không 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 chăm được. Thì như vậy thì cuộc đời này, nếu như mà mình định rõ ra cái giá trị nào mang lại cho mình những cái hạnh phúc cho cuộc đời này, mình phải định nghĩa bản thân mình phải làm cho mình phải hiểu rõ được là đâu là cái giá trị cốt lõi mà mình hướng tới, và từ đấy mình phải dành dành cái tâm cho nó, dành cái thời gian cho nó, dành cái tình yêu cho nó. Đấy thì chính vì thế cho nên là với tôi thì tôi rất là hạnh phúc, vì công việc gia đình, công việc cơ quan và công việc như hiện nay tôi đang ngồi đây chẳng hạn, thì là một phần việc mà tôi hướng đến, và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mà tôi thấy mình có ý nghĩa với lại những người doanh nhân, ý nghĩa với những người mà ham ham học hỏi, và có thể đâu đó mà chạm được anh em một cái câu nào đó, một cái từ nào đó truyền được cái cảm hứng cho anh em, đúng không? Hay là sau cái buổi chia sẻ này anh em lại có động lực mạnh mẽ hơn, rồi hoặc là các cái điều mình nói ra có thể là gợi nhắc anh em lại những các cái ước mơ, gợi nhắc cho anh em những cái hóa ra là như thế đó, thì đấy là hạnh phúc. Thế nên là mình phải định nghĩa được cái hạnh phúc của mình là gì và mình hướng đến cái gì. Thì đấy là cái quan điểm của tôi. Cảm ơn Anna.